Xin được gửi lời chào và lời chúc sức khỏe đến tất cả quý vị khán thính giả thân mến và quý vị cũng đang theo dõi chương trình trò chuyện cùng chuyên gia. Thưa quý vị, chương trình do kênh truyền thông tư vấn sức khỏe Alo Bác sĩ phối hợp cùng với Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Và thưa quý vị, trong số phát sóng ngày hôm nay, chúng tôi thực hiện chủ đề sống chung với người bệnh lao làm sao để không lây bệnh. Và để trả lời câu hỏi này, Thanh Ráp mời quý vị cùng lắng nghe phần tư vấn của Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Lê Thượng Vũ, là trưởng khoa hô hấp của Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, xin được kính chào Phó Giáo sư ạ. Chào Thanh Ráp, chào quý khán giả ngày đại. Dạ, đầu tiên xin phép nhờ Phó Giáo sư có thể khái quát ra là chúng ta có những loại bệnh lao nào, trong đó thì bệnh lao nào lây truyền từ người sang người và bệnh lao nào thì không lây, thưa Phó Giáo sư? Thì quý khán giả theo đài cũng biết là bệnh lao là gây ra bởi một con vi khuẩn, mình gọi tên tiếng Việt nó là vi khuẩn lao. Dạ. Thế thì cái thể nào mà có thể đưa vi khuẩn lao ra môi trường thì cái thể đó có thể lây được. Thí dụ như là lao phổi là một trong những cái thể bệnh lao lây truyền nhiều nhất. Bên cạnh đó thì mình có thí dụ lao đại trực tràng chẳng hạn, thì mình cũng tưởng tượng là con vi trùng lao có thể đi theo phân. Lao hệ niệu sinh dục chẳng hạn thì con vi trùng lao có thể đi qua nước tiểu. Nhưng mà cũng rất là may mắn thì quý vị cũng biết là hầu hết bây giờ chúng ta sinh hoạt là gì đó phân và nước tiểu thì nó sẽ được thải vào bồn, không có lây lan con vi trùng lao ra ngoài qua cái đường đó thường. Thế thì cái đường lây thường nhất vẫn là cái đường lây từ hô hấp. Yeah. Người ta ho vài tiếng, mình cũng không biết là người ta bệnh lao. Rồi con vi khuẩn lao có thể bắn qua những cái giọt bắn. Và như vậy thì khi mà bệnh nhân không đeo khẩu trang, chúng ta hít phải những cái giọt bắn, chúng ta có thể lây lao. Như vậy thì có thể kết luận là lao phổi là cái nguyên nhân mà gây lây lao thường gặp nhất. Dạ, và thì để tối ưu hiệu quả điều trị lao phổi thì người bệnh cần phải tuân thủ những cái nguyên tắc nào? Đâu là những sai lầm thường gặp mà người bệnh cần tránh để khiến bệnh tăng nặng và khó khỏi hơn, thưa Phó Giáo sư? Thì muốn điều trị khỏi cái bệnh lao phổi đó thì thứ nhất là mình cũng đừng có đi khám trễ quá. Dạ. Mình đi khám sớm, phát hiện sớm bệnh thì cái khả năng điều trị thành công rất là cao. Khi mà mình đi chụp X-quang, tầm soát sớm, phát hiện bệnh, bác sĩ sẽ cho xét nghiệm, phát hiện mình lao rồi, bắt đầu điều trị sớm thì kết quả là cao nhất, đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là cái việc tuân thủ điều trị theo hướng dẫn của bác sĩ là rất quan trọng. Mỗi người có một liều lượng thuốc khác nhau, tùy thuộc cân nặng. Thí dụ Thanh Ráp có thể uống 4 viên, tôi ốm hơn tôi có thể uống 3 viên, vân vân. Thì điều đó bác sĩ quyết định và mình phải tuân thủ điều đó. Uống phải đúng liều, đủ thời gian. Bác sĩ thường hay hướng dẫn mình uống lúc bụng đói. Thời gian phải tối thiểu là 6 tháng, mà tùy trường hợp có thể kéo dài hơn. Thì tất cả việc đó phải tuân thủ. Bên cạnh đó, để cho cái việc điều trị lao thành công thì cái hệ miễn dịch của mình phải đủ khỏe để mà phụ với những cái kháng sinh, với những cái thuốc lao, diệt con vi khuẩn lao. Thế thì cái việc là mình tập thể dục, ăn ngủ điều độ, mình phải dành một cái thời gian ngủ đủ để cho cái hệ miễn dịch, cho cái cơ thể nó hồi phục sau một ngày làm việc. Chứ còn những cái người mà cứ làm ca đêm rồi lao lực rồi thì họ cũng có nguy cơ là điều trị không thành công. Bên cạnh đó là những cái thói quen xấu giống như là hút thuốc có thể làm cái tình trạng phổi nó xấu hơn, uống rượu có thể ảnh hưởng tới gan, những cái thói quen mà có thể gây ảnh hưởng đến cái quá trình điều trị lao. Như vậy thì tổng thể là nếu mà mình muốn điều trị lao rất là thành công đó, thì phải tuân thủ hướng dẫn bác sĩ. Thường thường thì những bác sĩ sẽ hướng dẫn cả là vừa việc dùng thuốc, vừa thói quen, vừa sinh hoạt, mọi thứ để cho cái quá trình điều trị lao là tốt nhất. Dạ, đối với những người mắc bệnh lao phổi thì điều trị bao lâu có thể tiếp xúc an toàn với những người xung quanh và tránh lây nhiễm cho người khác, thưa Phó Giáo sư? Câu hỏi này thì mình nói là đầu tiên thì trả lời vô đúng câu hỏi là khoảng bao lâu thì thường thường là khoảng 2 tuần. Tại vì người ta nói là nếu mà trong trường hợp lao không kháng thuốc thì thời gian âm hóa đàm là 2 tuần. Và khi mà
hồi đầu nó có vi trùng trùng, rồi bây giờ cái 2 tuần sau mình thử lại đàm nó âm tính rồi, nó không có vi trùng nữa, thì điều đó có nghĩa là cái khả năng lây rất là giảm rồi, gần như bằng không. Thế nhưng mà mình cũng phải hiểu là cái cá thể hóa cái câu trả lời này là phải cũng tùy người. Cái người mà lao kháng thuốc mà nhiều khi là nó vi trùng nó có thể 2-3 tháng nó chưa hết đó. Thành ra là cũng có một số trường hợp cũng không phải khao kháng thuốc, nhưng mà do cái số lượng vi khuẩn nó nhiều quá trong bệnh nhân, thành ra có thể tới 1 tháng. Như vậy thì thường thường câu trả lời là 2 tuần cho đến 1 tháng. Nhưng mà câu trả lời hay nhất là khi nào mà người ta âm hóa đàm rồi thì không lây lao cho người khác nữa. Bên cạnh chỉ định và chúng ta dùng thuốc theo đúng liều lượng của các bác sĩ, thì người bệnh lao phổi chúng ta cần phải lưu ý gì trong cái lối sống, trong sinh hoạt, trong ăn uống hàng ngày của mình, thưa phó giáo sư? Vâng, về mặt lối sống sinh hoạt thì quý vị cũng phải lưu ý là cái thuốc lao á, là mình muốn nó diệt được con vi khuẩn lao thì mình phối hợp tới 4 thuốc lận. Mỗi thuốc nó có một cái tác dụng phụ riêng. Thí dụ như là pyrazinamide là hay làm tăng axit uric, isoniazid và rifamycin có thể làm tăng cái khả năng viêm gan. Nhưng mà với cái liều lượng mà bác sĩ chọn đó, thì những cái nguy cơ này mặc dù có nhưng mà rất thấp. Nhưng mà nếu mà mình không để ý đến cái chế độ sinh hoạt đó, mình lạm dụng rượu bia thì lại tăng cái nguy cơ bị viêm gan hơn. Rồi mình sử dụng bia hoặc là những cái thức ăn mà có giàu axit uric như là gan, cật, thận, lòng, mề, thịt bê, hay là măng, một số cái thức ăn có thể làm tăng axit uric, thì cái nguy cơ tăng axit uric nhiều, mình có thể bị đau khớp, mình có thể bị gút. Thành ra là đó là những cái điều phải lưu ý khi mà thực hiện đang trong cái quá trình điều trị bệnh lao, cho nó để cho cái quá trình điều trị của mình nó sẽ trơn tru, ít tác dụng phụ và hiệu quả nhất. Khi mà chúng ta sống chung với những người đã mắc bệnh lao phổi thì người trong gia đình và người thân chúng ta cần phải làm gì để mà tránh bị lây bệnh, thưa phó giáo sư? Khi mà mình sống chung với nhau thì cái bệnh lao nó không phải là hôm nay mình bệnh tức là hôm qua mình chưa có. Mà thực ra là nó bị tới 3, 4, 5, 6, 7 tháng trước rồi. Thành ra những người mà sống chung với nhau, thí dụ ít nhất là trong khoảng 3 tháng đi, thì gần như là cái khả năng lây là có. Thành ra với những người hiện tại đang sống chung á, thì cái lời khuyên không phải là cách ly bệnh nhân, nhốt vô phòng, cho ăn riêng, uống riêng, vân vân các thứ. Mà đúng ra là người đang sống chung á, thì phải cũng được đi tầm soát lao. Khám, làm x-quang, khạc đàm, thử đàm, coi là có lao không, rồi có bao nhiêu người lao, chữa hết được là đẹp nhất. Đương nhiên là không phải là mình sống chung với 10 người, tự nhiên cái 9 người còn lại sẽ bị hết. Thường thường thì thí dụ may ra là mình sẽ tìm được một người bị thôi. Nhưng mà 8 người còn lại có thể trong 6 tháng sau, trong 1 năm sau thì thường thì họ cũng có thể phát bệnh. Đặc biệt là khi mà hệ miễn dịch họ suy giảm. Thành ra là mình phải theo dõi rất là chủ động, nhắc mọi người đi chụp x-quang một năm sau, một năm sau nữa, phát hiện bệnh và chữa sớm. Như vậy thì những cái người ở nơi khác tới, vừa dọn tới ở với nhà mình đó, thì rõ ràng là cần lưu ý những cái điều giống như là Thanh hỏi, tức là phải đeo khẩu trang, đó là quan trọng nhất. Trong trường hợp là có người khác tới thì bệnh nhân cũng rất là nên đeo khẩu trang. Và đương nhiên thì mình nói là trong cái thời gian quá khứ thì họ có nguy cơ lây cho người khác rồi, nhưng mà trong cái thời gian mà họ chưa uống thuốc thì cũng có nguy cơ. Thành ra là khi mà mình phát hiện bệnh lao mình chưa uống thuốc thì mình cũng nên yêu cầu người bệnh đeo khẩu trang. Và mình phải hiểu là trong vòng chỉ có 2 tuần thôi, mình uống thuốc liền thì cái số lượng vi khuẩn lao trong cơ thể người bệnh giảm xuống rất là nhanh, rất là đáng kể. Nên là thường thường trong khoảng 2 tuần sau là những cái lo lắng về mặt lây truyền là giảm đáng kể, có thể không cần đeo khẩu trang nữa.
Dạ, thưa bác sĩ, đối với những người mà đã chủng ngừa BCG thì liệu rằng đã yên tâm được chưa? Nếu đã tiêm ngừa lao, vậy thì có thể tiếp xúc, chăm sóc cho người bị lao phổi được hay không, thưa phó giáo sư? Đối với người bị đã chủng ngừa BCG á, thì mình có một cái bảo vệ ít nhiều cho những cái thể lao nặng giống như là lao màng não, chứ mình không có bảo vệ khỏi mắc bệnh lao. Thành ra là thực sự là không hoàn toàn yên tâm về cái việc là có hay không mắc bệnh lao. Nhưng mà người lao thì vẫn cần chăm sóc, vẫn cần được yêu thương. Thành ra là cái việc mà giao cho bệnh viện chăm sóc và bản thân mình cũng phụ với bệnh viện chăm sóc là rất là cần thiết. Thành ra là nếu mà mình không bị suy giảm miễn dịch, không bị đái tháo đường, không bị không sử dụng corticoid, không đang phá trị ung thư, không có HIV, không có cái bệnh gì nguy cơ cao nghiêm trọng cả đó, thì mình vẫn chăm sóc người lao được. Và thực sự mà nói đó, thì giả sử mình chăm sóc 3 tháng 6 tháng xong cái mình phát bệnh thì mình cũng nên hiểu là Việt Nam là giống như hồi nãy nói là đứng thứ hàng thứ 12 về lao. Thành ra nhiều khi mình đâu đó mình đã có con vi trùng lao trong người rồi, rồi tới hồi mình yếu mình bệnh thôi, chứ không phải là do mới tiếp xúc đó mà bị liền đâu. Dạ, đối với những người mà bị lao, đặc biệt là lao phổi như vậy, thì chúng ta cần phải làm gì để mà bảo vệ lá phổi của mình để phổi hồi phục tốt hơn, và khi mà điều trị rồi ít để lại những cái di chứng về sau, thưa phó giáo sư? Đối với người bệnh lao rồi á, thì cái quan trọng nhất là phải uống thuốc nhanh nhất có thể. Tức là mình đi khám sớm, mình đi trị sớm, uống đúng liều, đủ liều. Bên cạnh đó thì về mặt thói quen đó, thì một trong những cái tổn hại phổi thường xuyên nhất từ môi trường là thuốc lá. Đó, thì chính là khi mà mình đã bị lao phổi rồi thì rất rất không nên là hút thuốc, nên bỏ thuốc lá. Thưa bác sĩ, hầu hết thì đối với những người bị nhiễm lao phổi thì khi mà đã nhiễm những cái giai đoạn đầu tiên thì liệu rằng nó không có những cái triệu chứng, và khi mà đã có triệu chứng rồi nó cũng ở giai đoạn nó khá là trễ như vậy, thì chúng ta làm gì để tự bảo vệ bản thân của mình trước căn bệnh này, thưa phó giáo sư? Thì ở mỗi quốc gia chắc là cũng có cái chiến lược khác nhau. Ở Úc, ở Canada, khi mà cái tần suất mắc lao mới gần như bằng không thì cái bảo vệ có lẽ là tránh tiếp xúc với người lao, giữ cái hệ miễn dịch tốt. Nhưng mà ở Việt Nam đó thì do cái số người bị lao rất là cao, mà mình lại không có điều kiện, chính phủ không có điều kiện để điều trị tất cả mọi người bị lao tiềm ẩn. Nghĩa là lao tiềm ẩn là mình có nhiễm con vi khuẩn lao trong người mà nó chưa phát bệnh. Thành ra là đâu đó thì vẫn sẽ có những cái người, sẽ có những cái nguồn lây mà mình không thể thấy được. Thành ra là tránh khỏi nguồn lây là rất là khó. Như vậy thì chẳng bằng là mình làm tốt hơn cho mình, tức là mình giữ cho mình một cái hệ miễn dịch thiệt là tốt. Giữ một cái chế độ sinh hoạt lành mạnh, ngủ, ăn ngủ đủ giấc, không rượu bia, không thuốc lá, tránh những cái thuốc mà có thể gây suy giảm miễn dịch như là thuốc corticoid. Những thuốc này một số người hay lạm dụng để điều trị ngứa, điều trị đau nhức đó. Rồi phải tập thể dục thường xuyên. Thì như vậy thì có một cơ thể khỏe mạnh, có một tinh thần khỏe mạnh, thì mình sẽ dễ vượt qua bệnh lao. Thân Ráp xin trân trọng cảm ơn những thông tin chia sẻ của phó giáo sư trong số phát sóng ngày hôm nay ạ. Và quý vị thân mến, thời lượng dành cho chương trình đến đây cũng đã khép lại. Xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong những số phát sóng lần sau ạ. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.